Mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ tư tuần 22 mùa thường niên, ngày 6 tháng 9 năm 2023. Bài suy niệm của nữ tu Elizabeth Đặng Thị Oanh, dòng Đa Minh, Gò Vấp. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Suy niệm. Câu chuyện xuất hiện khá nhiều trên các trang mạng, diễn đàn, các kênh thông tin của bạn đọc. Phải chăng chỉ những hành động tưởng chừng như đơn giản của cô nhân viên, nhưng lại khiến cho con người phải động lòng, cảm thấy nhiều trắc ẩn? Câu chuyện kể về một bà cụ khoảng chừng 80 tuổi, đến một quán ăn hỏi nhân viên phục vụ. Bà chỉ có 10.000, bà muốn uống canh. Vì bà cụ đã lớn tuổi, nói chuyện nghe không rõ lắm. Khi đó, tôi có thể cảm nhận được sự ngại ngùng của bà. Vẻ mặt của bà thiếu điều muốn khóc. Một lúc sau, nữ phục vụ bưng ra một bát cơm và canh nóng để trước mặt cụ. Bà nhìn thấy có cả cơm lẫn thịt, bà liền vội nói: "Bà không cần thịt, bà chỉ có 10.000 thôi." Nữ phục vụ nhỏ nhẹ đáp lại: "Bà ơi, cái này không tính tiền, bà cứ từ từ dùng ạ." Sự phục vụ của nữ nhân viên là bài học cho mỗi người, đặc biệt là những người Kitô hữu. Phục vụ nói lên sự chân thành, tình yêu thương của người phục vụ dành cho người được phục vụ. Tâm lý thường tình của con người vẫn là có qua có lại mới toại lòng nhau. Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Hoặc ông đưa miếng giò, bà thò chai rượu. Kết bạn với ai, chúng ta cũng muốn họ có một tâm tình như thế đối với chúng ta. Nhưng trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu lại đưa ra một cái nhìn khác. Đó là lòng bác ái vô vị lợi. Vì ngay sau khi được Chúa chữa lành khỏi bệnh, bà mẹ vợ của ông Phêrô đã nhanh nhẹn đứng dậy phục vụ các ngài. Phải chăng đây là sự tương tác lẫn nhau, vì chính bà cũng được phục vụ khi bà đau yếu? Nếu sự phục vụ chỉ mang tính trách nhiệm, thì nó quả là nặng nề. Nhưng phục vụ vì tình yêu, thì đó lại là niềm vui. Lạy Chúa, hôm nay Chúa mời gọi chúng con hãy sống bác ái khiêm nhu, phục vụ vô vị lợi. Bởi vì chính Chúa đã yêu thương con bằng một tình yêu bao la và nhưng không. Vì thế, con cũng có bổn phận phải cho đi một cách rộng rãi và vô vị lợi những ân huệ Chúa đã ban cho con, đặc biệt là chia sẻ tình thương, của cải vật chất
và nâng đỡ những người cần đến con. Amen. Lấy gì mà dâng lên Chúa để đền đáp muôn ân huệ Chúa ban? Biết lấy chi mà dâng lên Ngài, cam tạ Chúa xin một đời hoàn ca. Ân huệ Chúa theo con trong từng hơi thở. Từ ban mai cho đến hoàng hôn cuộc đời, ân huệ Chúa dấp bóng trên cuộc đời con. Chúa ơi, nay con biết rồi tình Chúa mến thương con khôn vời. Biết lấy gì mà dâng lên Chúa để đền đáp muôn ân huệ Chúa ban? Biết lấy chi mà dâng lên Ngài, cam tạ Chúa xin một đời hoàn ca. Ân huệ Chúa bên con khi vui buồn sương khổ, để con đường xa rất xa cho con đến.